Sau 20 năm đáng kinh ngạc với sự tận hiến, sự hy sinh và những niềm vui vô tận, đã đến lúc nói lời cảm ơn và tạm biệt với thứ bóng đá tuyệt diệu nhất. Tôi đã yêu từng giây từng phút được cháy hết mình trên sân cỏ. Đó là những gì mà Cesc Fàbregas viết trên trang cá nhân của mình vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. Đúng vậy, anh đã nói lời cảm ơn với những cổ động viên, đồng đội, câu lạc bộ và cả cảm ơn cuộc hành trình 20 năm đầy thăng trầm với sự nghiệp quần đùi áo số. Cesc Fàbregas đã chính thức giải nghệ. Thế nhưng những gì mà người ta nhớ về anh dường như là nguyên vẹn ở đó. Anh là bậc thầy của thứ bóng đá trí tuệ với đôi chân ma thuật làm mê mẩn lòng người. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng nhìn lại những phép màu của tiền vệ người Tây Ban Nha đã tạo nên trong suốt 20 năm sự nghiệp của mình. Sinh ra tại Arenys de Mar, Catalunya vào ngày 4 tháng 5 năm 1987, Cesc Fàbregas đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona. Với tài năng hiếm có và tầm nhìn chiến thuật xuất sắc, anh nhanh chóng trở thành một phần quan trọng của đội trẻ Barcelona trước khi chuyển đến Arsenal ở tuổi 16, nơi anh phát triển thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Lý do cho sự rời đi khỏi La Masia của anh cũng rất đơn giản. Đó là do Fabregas cho rằng nếu anh tiếp tục ở lại Camp Nou thì anh khó có cơ hội phát triển và cạnh tranh một suất đá chính ở hàng tiền vệ thừa mứa nhân tài như Barca. Khi đó thì Arsene Wenger chính là người phát hiện ra tài năng đặc biệt của cầu thủ người Tây Ban Nha và đã thuyết phục được anh đến với đội bóng của mình. Fabregas bắt đầu chơi trận chính thức đầu tiên của cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp vào năm 2003 ở tuổi 16 trong màu áo đỏ trắng của pháo thủ thành London chứ chẳng phải là Barcelona, câu lạc bộ mà anh yêu từ khi còn nhỏ. Nhưng rõ ràng là vào năm 2003 khi mới 16 tuổi và sở hữu tài năng đặc biệt, song điều đó vẫn chưa đủ để Fabregas có thể chen chân vào đội hình chính. Tuy nhiên sau khi các tiền vệ trung tâm của pháo thủ bị chấn thương trong mùa giải 2004-2005, thời gian chơi bóng của anh đã tăng lên. Và kể từ đó, Cesc Fàbregas đóng vai trò không thể thay thế trong đội hình của pháo thủ. Anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ hộ công hoặc cả bên cánh. Những năm tháng đó người ta gọi anh là ông hoàng tuyến giữa tại sân Emirates. Anh đã phá vỡ nhiều kỷ lục của câu lạc bộ và thể hiện được năng khiếu kỹ thuật thượng thừa cũng như là có khả năng chuyền bóng xuất sắc. Một khối lượng công việc rất lớn được Fàbregas đảm nhiệm tại nơi tuyến giữa của pháo thủ. Anh vừa là người tổ chức lối chơi, vừa là chân truyền, thậm chí chân sút, lại vừa phải tham gia phòng ngự nhưng vẫn giữ được nét hào hoa đặc trưng. Những năm tháng đó đã đưa tên tuổi của anh vang danh khắp lục địa giả. Cầu thủ sinh năm 1987 khi đó là một trong những tiền vệ tài năng xuất sắc nhất châu Âu và lọt vào mắt xanh của không ít đội bóng lớn. Thậm chí ở tuổi 21, Wenger từng trao cho anh tấm bằng thủ quân của đội bóng. Trong suốt 9 năm gắn bó với sân Emirates, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ giành được duy nhất danh hiệu FA Cup và Community Shield. Bên cạnh đó là ngôi vị Á quân UEFA Champions League mùa giải 2005-2006 sau khi thất bại trong trận chung kết trước chính Barcelona. Gánh nặng về sự vực dậy và kiến thiết lại một Arsenal sau khi nhiều ngôi sao rời đi là quá lớn. Cesc Fàbregas dù đã rất cố gắng nhưng do nhiều lý do cả về khách quan lẫn chủ quan đã khiến cho anh không thể làm tốt được nhiệm vụ đó. Thế nên anh đã quyết định nói lời chia tay để bắt đầu những hành trình mới trong màu áo Barcelona vào năm 2011. Fàbregas chia sẻ với Arsenal Blog về lý do quyết định rời Arsenal như sau. Với tư cách một người đội trưởng, tôi luôn cảm thấy cực kỳ áp lực. Tôi cảm thấy mình phải dẫn dắt đội bóng này đi tới những danh hiệu. Tôi đã cống hiến mọi thứ. Sau những trận thua, tôi thường về nhà và khóc rất nhiều. Tôi đã dằn vặt và trải qua rất nhiều đêm không ngủ. Tôi đau đớn khi đội nhà nhận thất bại. Đặc biệt trong 2-3 năm cuối, tôi cảm thấy chỉ còn Van Persie và Nasri ở cùng đẳng cấp với tôi, cả về thái độ lẫn trình độ. Đây không phải là những lời ngạo mạn, chỉ là cảm giác của tôi lúc đó như vậy. Trở về Barcelona năm 2011 với mức giá gần 30 triệu bảng, đã có những thông tin lo ngại cho một vị trí chính thức của Xavi đệ nhị khi anh sẽ phải cạnh tranh cho suất hàng tiền vệ ba người thi đấu rất ăn ý và không thể thay thế là Xavi, Busquets, Iniesta. Tuy nhiên, Pep Guardiola cho thấy ông có cái lý riêng khi một mực đòi đưa bằng được Cesc Fàbregas về sân Camp Nou. Pep có một phương án khác, không phải sử dụng anh ở hàng tiền vệ nữa mà đẩy Fàbregas lên đá vị trí của một số 9 ảo, vị trí của chính Lionel Messi hoặc chơi như một chân chạy cánh. Mặc dù vậy, thời gian mà Cesc Fàbregas trở lại với đội bóng quê hương lại khá tương phản với những gì đã xảy ra ở Arsenal. Về mặt danh hiệu, đương nhiên đó là một sự thành công của anh. Trong 3 năm khoác áo Barca, Cesc có 6 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Nhưng về phương diện cá nhân thì mọi thứ không hẳn đã như ý đối với tiền vệ tài hoa này. Mặc dù vẫn chơi tốt, thế nhưng anh chẳng còn là nhân vật trung tâm như tại Arsenal. Anh không thể cạnh tranh với Xavi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và cũng chẳng thể lấy được suất đá chính là thiên tài Lionel Messi. Và vì vậy, một lần nữa Cesc Fàbregas lựa chọn việc ra đi. Lần này anh lại quay trở về với thành phố London quen thuộc, nhưng không phải trong màu áo đỏ mà là đến với sân Stamford Bridge của Chelsea vào năm 2014 với bản hợp đồng 33 triệu euro. Fàbregas nói về vụ chuyển nhượng của mình đến The Blue rằng: "Nếu tôi không nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc ở Chelsea, tôi đã không bao giờ đưa ra quyết định này. Trên tất cả tôi muốn hạnh phúc cả về chuyên môn và cá nhân." Và quả thật anh đã tìm thấy sự cân bằng đó trong màu áo của đội bóng này.
dưới sự chỉ đạo của Mourinho, Fabregas thi đấu thăng hoa và thành công rực rỡ. Anh đóng vai trò như bộ não của cỗ máy đầy gai góc và mạnh mẽ. Trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, mỗi khi Fabregas có bóng và Diego Costa bắt đầu chạy chỗ thì những người hâm mộ của Chelsea cũng đã sẵn sàng để đứng dậy ăn mừng. Trong những năm tháng ở đây, cầu thủ người Tây Ban Nha đã có hai chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng đội chủ sân Stamford Bridge và đóng vai trò quan trọng trong những thành công đó. 11 năm chơi bóng tại Premier League, thật sự Fabregas đã chinh phục được người hâm mộ và mang làn gió mới đến đây. Phong cách thi đấu thiên về kỹ thuật của cầu thủ người Tây Ban Nha từng bị coi là không phù hợp với lối đá thiên về thể lực và tốc độ của người Anh, nhưng Fabregas chính là người đi tiên phong thay đổi định kiến ấy. Cho đến tận bây giờ thì cũng chỉ có Ryan Giggs là có thành tích kiến tạo tốt hơn so với Fabregas tại giải đấu cao nhất của xứ sở sương mù. Và phong độ của anh vẫn luôn được giữ ở mức ổn định, với minh chứng là việc Fabregas là cầu thủ duy nhất cho đến lúc này có trên 40 đường kiến tạo trong màu áo của hai đội bóng Premier League khác nhau. Tuy vậy, dù có thành công trên đất Anh hay có nhiều thành tích tập thể trong thời gian quay trở lại Tây Ban Nha, thì điều mà Fabregas vẫn thiếu đó là một chức vô địch Champions League. Đó dường như là điều tiếc nuối duy nhất của anh trong sự nghiệp, bởi đội tuyển quốc gia, mọi danh hiệu cao quý đều đã được anh nâng cao cùng các đồng đội. Sau màn trình diễn thuyết phục trong chiến dịch Champions League mùa 2005-2006 của Arsenal, huấn luyện viên Luis Aragonés đã điển tên anh vào đội hình trận đấu giao hữu với bờ biển Nga. Và trong trận đấu đó, Fabregas trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo Tây Ban Nha trong 70 năm, đánh bại kỷ lục của Sergio Ramos. Và kể từ đó, anh đã cùng với thế hệ vàng của La Roja giành được những chiến tích vẻ vang. Hai chức vô địch Euro vào năm 2008 và 2012 cũng như cúp vàng World Cup 2010 là điều mà anh đã đạt được, đặc biệt là Euro 2012. Anh tỏa sáng với vai trò tiền đạo ảo trong sơ đồ 4-6-0 đầy tham vọng của ngài dâu kém Del Bosque. Giai đoạn cuối của sự nghiệp, Fabregas thi đấu cho Monaco và cuối cùng là Como tại Italia trước khi nói lời tạm biệt với sự nghiệp quần đùi áo số. Nhưng sau khi giải nghệ, Cesc Fabregas vẫn quyết định gắn bó với sân cỏ. Cựu cầu thủ Arsenal bây giờ sẽ chuyển sự chú ý của mình sang huấn luyện với Fabregas ở lại đội bóng Serie B Como, câu lạc bộ mà anh đã chơi trong mùa giải trước, để huấn luyện các đội U19 và cả B của họ. Conte từng nói rằng Cesc là cầu thủ hàng đầu và là một thiên tài bóng đá. Cesc không chạy 100m trong 10 giây, nhưng tôi có thể chấp nhận điều này. Tốc độ của Cesc nằm ở trong trí óc của cậu ta. Và với bộ não thiên tài của mình, thật hy vọng rằng chúng ta sớm thôi sẽ được thấy anh thành công trên cương vị của một huấn luyện viên trong tương lai.